Dream và Gumbo, một bên là streamer Minecraft nổi tiếng, còn một bên là nhân vật hoạt hình dành cho trẻ em. Giữa hai nhân vật nghe thì chẳng có gì liên quan đến nhau này, lại đang bùng nổ một cuộc chiến trên Internet với không ít những lời lẽ thô tục và công kích nhau. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hãy cùng phê game hóng hớt trong ít phút tới nhé! Trước khi vào hóng drama, chúng ta hãy cùng xác định danh tính của hai bên trước. Ở phía bên này chúng ta có Dream, một YouTuber người Mỹ sinh năm 1999, nổi tiếng cũng có mà tai tiếng thì cũng không ít chút nào. Dream bắt đầu được chú ý tới trên Internet với các video về Minecraft, bao gồm series Minecraft Manhunt và những lần speedrun Minecraft đầy ấn tượng. Tuy nhiên, Dream cũng dính rất nhiều nghi án gian lận trong các speedrun này và phe game chúng mình đã có hẳn một video để phân tích kỹ lưỡng chiều trò của Dream. Các bạn có thể tham khảo nếu như muốn biết nhiều hơn nhé. Hồi năm ngoái, anh chàng này cũng từng quay video lộ mặt lần đầu tiên vào tháng 10 sau 6 năm hoạt động ẩn danh. Tuy nhiên, sau khi hứng nhiều gạch đá từ cộng đồng mạng, Dream đã quyết định sẽ ẩn danh trở lại và bắt đầu đeo mặt nạ mỗi khi làm nội dung mới hoặc xuất hiện trên livestream, bất kể tiếng xấu hay tốt. Các kênh YouTube của Dream đang có tới hơn 43 triệu lượt đăng ký và có thể coi anh ta là một trong những YouTuber Minecraft nổi tiếng nhất hiện nay. Vậy, ở phía bên kia chiến tuyến, chúng ta có gì? Nếu bạn là một khán giả quen thuộc của series Soi Game trên Fair Game, thì chắc chắn sẽ không lạ lẫm gì với gương mặt này. Đây là Gumball Watterson, nhân vật chính trong series phim hoạt hình The Amazing World of Gumball ngày xưa vẫn chiếu trên Cartoon Network suốt. Mình nghiện nó vãi tại vì nó vừa châm biếm vừa ngớ ngẩn, lại có nhiều reference đến video game và các sản phẩm văn hóa đại chúng khác. Thì cái người lồng tiếng cho Gumball Watterson chính là nhân vật thứ hai trong drama ngày hôm nay của chúng ta, Nicholas Cantu, một thanh niên sinh năm 2003. Trên thực tế, Cantu không phải là người duy nhất lồng tiếng cho Gumball Watterson và cậu chỉ tham gia trong mùa 5 và 6 của bộ phim. Do vậy, Cantu không chỉ nổi tiếng nhờ nhân vật này, cậu ta từng lồng tiếng cho nhân vật Diego trong series Dora and Friends Into the City, tham gia lồng tiếng trong Lego Star Wars The Freemaker Adventures, Family Guy và gần nhất là lồng tiếng cho Leonardo của Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Drama giữa Dream và Cantu dường như bắt đầu vào ngày 15 tháng 11 vừa qua, khi một tài khoản X hay Twitter, hàng nhái của Dream đăng một tấm hình selfie với nội dung là Who Wants Me? Theo ngôn ngữ không gian mạng, đây là một thirst trap, tức là một bài đăng nhằm thu hút sự chú ý của người xem theo hơi hướng quyến rũ và tình dục hóa. Và đích thân Cantu đã bình luận vào bài viết đó là I want you dead. Tài khoản nhái của Dream sau đó đã đăng một chữ blog kèm theo tấm hình chụp ngày tháng năm sinh và tuổi của Cantu. Ngay lập tức, Cantu phản pháo lại bằng Bro, ông không thể đùa về ấm dâu được nếu ông thực sự là một kẻ ấm dâu đâu. Ở phía dưới, rất nhiều người đã vào can ngăn và giải thích với Cantu rằng đây chỉ là một tài khoản nhái, không phải là Dream thật. Và Cantu trả lời rằng cậu thừa biết điều đó, cậu chỉ đang nhập vai và trêu đùa mà thôi. Nếu Cantu biết đó chỉ là một tài khoản fake mà vẫn cố tình nói rằng bản thân đang nhập vai để trêu đùa, thì đây không khác gì là một ca khịa chĩa thẳng về phía Dream. Cantu đang khịa rằng Dream là một kẻ ấm dâu, một lời cáo buộc có thể nói là vô cùng nặng nề, và nếu chuyện xảy ra một cách nghiêm túc, thì cáo buộc này hoàn toàn có thể dẫn YouTuber Minecraft nổi tiếng của chúng ta vào nhà tù và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hồi tháng 10 năm 2022, tức là mới năm ngoái đây thôi, Dream cũng dính phải một vụ bê bối tương đối lớn khi anh bị một tài khoản ẩn danh trên Twitter tố cáo rằng Dream từng trò chuyện thân mật một cách thái quá với một fan hâm mộ 17 tuổi, mời mọc cô bé tới thăm bếp và phòng ngủ của anh. Bản thân Dream thời điểm đó cũng đã lên tiếng bào chữa và phủ nhận về việc này, khẳng định cô gái đã tự nhận mình là 18 tuổi và những cáo buộc nhắm tới anh đang có xu hướng thổi phồng vấn đề một cách quá đáng. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Quay trở lại câu chuyện của ngày 15 tháng 11 vừa qua, vấn đề bây giờ là tại sao lại cố đào và khịa một người dường như chẳng có liên quan gì đến mình? Có vẻ như giữa hai người đã có xích mích từ trước, và quả đúng là như vậy. Đích thân Dream hàng thật sau đó đã lên tiếng chỉ trích Cantu và gọi cậu ta là một tên khốn tệ nạn. Dream phủ nhận bản thân không phải là một kẻ ấm dâu, đồng thời tố cáo Nicholas từng hành hung mình cũng như sử dụng những lời lẽ miệt thị chủng tộc và đả kích một tài xế Uber. Dream cũng đăng tải một video show cảnh Cantu đang ngồi làm nhảm trong taxi kèm theo dòng tweet Nicholas Cantu, diễn viên lồng tiếng trong Gumball, Dora, Teenage Mutant Ninja Turtles, Skull Island và nhiều thứ khác, là một kẻ kỳ thị đồng tính, bài do thái và kỳ thị người khuyết tật và đe dọa giết tôi mọi người ạ. Trong đoạn video, ta có thể thấy Dream ngồi phía sau ghế lái và quay lại toàn bộ những gì Cantu làm ở ghế phụ phía trước. Cậu ta ngồi tranh cãi, chửi bậy với tài xế Uber và làm nhảm rất nhiều thứ khó hiểu. Để giải thích rõ hơn về bối cảnh của video, Dream bổ sung, video được quay sau khi Cantu đánh Dream và lúc cả hai xuống khỏi Uber thì Cantu còn cố đánh Dream thêm một lần nữa. Video cũng chỉ quay được khoảng 1/50 những chuyện đã xảy ra trong tối ngày hôm đó và có rất nhiều nhân chứng không muốn bị liên quan nên họ đã bị cắt khỏi video.
Video này của Dream hiện đã đạt hơn 130 triệu lượt xem và khiến cho fandom của hai người cũng như cộng đồng Internet bùng nổ. Trong một tweet sau đó, Cantu thừa nhận đã tát và lăng mạ Dream. Cantu cũng thừa nhận rằng bản thân đã cư xử tệ với tài xế Uber vì say rượu nên đã tip anh ta, nhưng chắc chắn bản thân không phân biệt chủng tộc. Và chốt lại bài tweet của mình, Cantu không quên xỉa xói Dream khi nhắc tới một Twitch streamer nào đó ở Austin, và đến khi đó mọi chuyện mới bắt đầu sáng tỏ. Tất cả đều bắt nguồn từ Minecraft, tựa game chuyên môn của Dream. Hóa ra, bản thân Cantu cũng từng là một streamer Minecraft. Nicholas Cantu bắt đầu sự nghiệp của mình từ năm 2014 và dần được nhiều người biết tới nhờ lồng tiếng cho những phim hoạt hình quen thuộc với khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh công việc lồng tiếng, Cantu cũng từng là một nhà sáng tạo nội dung trên YouTube và cậu đã chọn Minecraft để khởi nghiệp. Cantu có một thời gian làm nội dung và livestream Minecraft trên channel có tên là Chunky Janker với hơn 400.000 lượt đăng ký. Trong khoảng thời gian đó, Cantu có biết và để ý đến Dream. Năm 2021, Cantu lên Twitter và cười nhạo về các sản phẩm merchandise bán kèm của Dream, cho rằng chúng quá nhàm chán, và vì thế khơi mào một cuộc khẩu chiến trên Twitter. Fanbase của Dream đông hơn và Cantu bắt đầu bị ghét. Một thời gian ngắn sau đó, chú chó cưng của Cantu qua đời vì bệnh. Đã có rất nhiều người trong cộng đồng fan hâm mộ của Dream đã lấy chuyện đó ra làm trò đùa, buộc Cantu phải xóa tài khoản Twitter, Instagram và tạm ngừng hoạt động trên channel YouTube của mình. Mọi chuyện tưởng chừng như chìm xuống cho đến tháng 9 năm nay, một streamer trên Twitch có tên là Adriana Lee đã tổ chức một bữa tiệc ở Austin và cô đã mời rất nhiều nhà sáng tạo nội dung khác tham dự, bao gồm cả Dream và Cantu. Sau bữa tiệc, Adriana có lên stream và kể lại rằng có vẻ như trong lúc cô đi ngủ thì hai người gần như nổi tiếng nhất bữa tiệc đã đánh nhau. Cô không nói đích danh là ai, chỉ nói rằng một trong hai người từng là diễn viên và sau đó thì chúng ta biết rằng họ chính là Dream và Cantu. Cantu đã say rượu và bắt đầu công kích Dream trước mặt nhiều người. Cậu ta tát Dream trước, rồi sau đó bị Dream tát lại. Cantu và Dream cũng đi chung xe Uber và Dream đã quay lại đoạn video mà chúng ta đã thấy ban nãy. Điều thú vị nằm ở chỗ, ngay trong ngày hôm sau buổi tiệc, Cantu đã nhắn tin riêng cho Dream để xin lỗi và mong rằng có thể xí xóa mọi bất hòa giữa hai bên. Nhưng chính Cantu lại tiếp tục gây chiến khi phản hồi lại một tài khoản nhái của Dream trên Twitter và gọi Dream là một kẻ ấm dâu, để rồi chúng ta có sự việc như ngày hôm nay. Sau những lời xỉa xói của Cantu và chuyện xảy ra ở Austin, Dream đã quyết định công khai luôn đoạn chat riêng giữa hai người để làm sáng tỏ mọi chuyện. Dream một lần nữa khẳng định luôn những hành vi xấu của Cantu, đồng thời nói rằng chính anh mới là người tiếp xin lỗi người tài xế chứ không phải Cantu. Dream sau đó đặt dấu chấm hết cho tất cả với việc block Cantu và khoe nó như một chiến tích oai hùng. Hai bên sau đó cũng không còn thêm động thái gì khác nữa và vụ việc xem chừng đã lắng xuống. Ngoài xích mích với Cantu, trong vụ việc lần này, Dream cũng bị đồn là đã gửi hình nhạy cảm cho nhiều người trong bữa tiệc ở Austin, cũng như gửi một đoạn ghi âm bản thân đang rên rỉ tới những người còn trong độ tuổi vị thành niên trên Snapchat. Tuy nhiên, những bằng chứng liên quan đều không có tính xác thực rõ ràng nên chúng ta sẽ không bàn luận quá sâu vào vấn đề này. Về phần cộng đồng mạng, mọi người đã có vẻ được một fan sôi động ra trò, dù có đứng về phía Dream, theo phe Cantu hay chỉ đứng ở phía ngoài hóng drama và ăn bỏng gô như chúng ta vậy. Một số người đã ghét Dream từ trước thì tha hồ chọc ghẹo và chế nhạo Dream, rồi liên tục đào lại những cáo buộc quấy rối năm xưa của anh ta lên. Nhiều người được đài liên tục chế meme về vụ cãi nhau của hai nhân vật nổi tiếng và không quên gọi sự việc này là Dream vs Combo để câu kéo tương tác. Có vẻ như sau cùng, mối thâm thù giữa hai nhân vật này sẽ chưa kết thúc đâu, nhưng đối với cộng đồng mạng, chuyện xảy ra vẫn không gì hơn một trò cười. Còn với các bạn nghĩ sao về sự việc lần này giữa Dream và Nicholas Cantu? Hãy cùng chia sẻ ý kiến phía dưới phần bình luận. Và đừng quên subscribe cho Faygame cũng như tham gia chương trình membership của chúng mình để tận hưởng thật nhiều ưu đãi nhé. Bật mí nhé, Faygame sắp bán một bộ lịch 2024 vô cùng chất đấy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.